Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị ở phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa, xin quý vị nếu có câu hỏi xin gọi vào số 714-893-3264. Tôi nhắc lại, xin quý vị gọi vào số 714-893-3264. Và hồi nãy khi chúng tôi off air thì có một quý vị gọi vào, thì bây giờ quý vị cứ gọi lại và chúng tôi on air right now. Mà thưa quý vị, thì hôm nay thì bác sĩ Nhân nên có đề tài gì bác sĩ Nhân nói chuyện? Bữa nay bác sĩ Nhân muốn nói chuyện là về mất ngủ, là tại đa số bệnh nhân của bác sĩ Nhân đó lớn tuổi thì rất khó ngủ. Mà nói thật đó, mấy người trẻ cũng khó ngủ, là tại vì đó có nhiều khi mình lo lắng nhiều quá thì mình không có thể lúc mà mình nằm xuống đó mình cứ suy nghĩ về cái ngày đó, cái bữa việc làm, về gia đình hay là sở làm đó, thì mình không có thể ngủ được. Nhưng mà trước khi mình vô, xin lỗi bác nhân, trước khi mình vô thì mình nói chút xíu về cái physiology của cái giấc ngủ, phải không? Yeah. Thì thường thường đó, thì thường thường trẻ em thì nó ngủ rất là nhiều, ví dụ từ 10 tiếng hay là 12 tiếng một ngày. Yeah. Còn người lớn, khi mình lớn rồi thì thường thường mình ngủ 8 tiếng thì tốt, phải không? Yeah. Giấc ngủ một ngày trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà mình ngủ được 8 tiếng thì tốt. Yeah. Còn 7 tiếng thì ok, mà nếu mà kẹt lắm thì ngủ 6 tiếng mà ngủ thật là yên, ngủ thật là sâu, ngủ thật là an lành thì cũng tốt luôn, phải không? Yeah. Còn bây giờ thì tại sao cái physiology của giấc ngủ thì nó có những một giấc ngủ đó, nó có nhiều cycle, nó có nhiều chu kỳ. Cái chu kỳ của nó, ví dụ như bắt đầu đi ngủ, ví dụ tối 10 giờ quý vị đi ngủ, thì từ 10 giờ trong 3 tiếng đồng hồ, cái vụ ngủ khoảng tới 1-2 giờ sáng, thì cái chu kỳ nó là gì? Bắt đầu mình ngủ sâu, REM sleep, xong rồi từ từ cái mình thức giấc dậy ngủ chập chờn, xong rồi cái mình lại ngủ sâu trở lại. Thì một đêm đó, thường thường nó có chừng 2-3 cycle. Yeah. Thành ra cái người mà trẻ con đó, thì nó không phải lo lắng, nó còn lo gì hết, thì cái giấc ngủ rất là sâu, thì không có sao cả. Nhưng mà người lớn thì có nhiều việc như lắng nhân nói, thì thường thường là khi người ta ngủ xong, người ta lại từ từ người ta tỉnh dậy. Nó tỉnh dậy người ta không ngủ trở lại được. Thế bây giờ đó là cái vấn đề là như vậy, phải không? Thì mình nhớ là mình đi ngủ sâu, xong mình bắt đầu mình thức giấc lại, xong rồi mình ngủ trở lại, xong mình thức giấc trở lại. Thì ít ra trong một đêm là 2-3 chu kỳ. Bây giờ này, thưa quý vị, tôi có một quý vị trên đường dây, xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu và câu hỏi. Tôi nói, tôi bị cái bệnh về cái đường tiểu prostate đó. Vâng. Thì bác sĩ đã can thiệp thì ông vặn TV ông nhỏ lại đi thì nó tôi bị echo. Ông cứ nói, dạ. Dạ. Thì tôi bị cái đường tiểu nó bị sạm, bị prostate rồi, bác sĩ họ giải quyết rất nhiều vấn đề cũng xong xuôi hết rồi, họ nạo thớt rồi họ bắn sàn rồi này cái này. Bây giờ thì đường thì tiểu đàng hoàng lắm, nhưng mà tuy nhiên thì cái vấn đề tôi đi tiểu nhiều lần trong ngày nó vẫn còn, họ cho cái uống cái Enerplex với lại cái dùng oxy gì đó. Thì xin nó bị, tôi báo cáo với bác sĩ là nó bị tăng nhãn áp. Thì ông kêu là anh ngừng cũng được, nhưng mà họ chuyển qua một cái bác sĩ nữa, họ bảo tôi làm cái nó, cái danh từ chuyên môn nó viết tắt là PTNS, PTNS đó. Vâng. Thì tôi không hiểu, không biết cái này nó có hiệu nghiệm không, mà cái giá nó hơi rầm mắt. Chứ là biết tắt cửa chứ, tôi đọc theo kiểu như tiếng Pháp đi, percutaneous tibial nerve stimulation. Thì không biết cái đó thì theo như họ diễn tả đây là họ đâm một cái kim vào chỗ cái cổ chân, xong rồi cái họ đưa gắn cái dây điện vào đó trong vô một cái máy nhỏ nhỏ giống như cái remote control, gắn một cái pad bàn chân rồi chạy khoảng 30 phút và 12 lần trong trong 12 tuần liền á. Thì tôi không hiểu cái đó nó có công dụng không, mà cái giá nó cao quá. Vâng, thưa ông, thì thế này, cái này thường thường ông có Medicare hay là ông có bảo hiểm? Dạ,
Bukoroshio, ok. Thì thường thường mấy cái thủ thuật này là rất là mới. Thì cái này nó, theo tôi hiểu thì cái bladder của ông nó gọi là ở trong trường hợp nó hyperactive. Vì vậy người ta cho ông oxybutynin là để cho hyperactive và bladder. Thì bây giờ nó có nhiều thứ thuốc để uống ghê lắm. Thành ra thuốc này không có thể đổi thứ khác. Nhưng mà cái thủ, trở lại ông, cái thủ thuật ông nói đó là người ta làm một cái stimulation. Tôi xin trả lời trên điện thoại là người ta làm stimulation như vậy là đặt một cái nerve vào trong cái bladder ông để người ta stimulate cái nerve để nó khỏi bị hyperactive. Thì để trả lời ông, cái thủ thuật rất là mới. Thành ra nếu mà ông có Blue Shield, Blue Cross bảo hiểm thương mại thì ông phải xin phép, hy vọng họ trả. Mình không dám nói được. Nhưng mà cái thủ thuật này, yes, nếu mà được bảo hiểm nó trả thì tốt. Nếu không có thì nếu mà sau khi đã thử tất cả mọi thứ thuốc thì mới làm cái này. Bác sĩ Nhân có nghĩ gì không? À, bác sĩ Nhân có nghe về cái này nhưng mà bác sĩ Nhân phải nói thật, tức là bác sĩ Nhân chưa có đọc nhiều về cái này. Thành ra nếu mà cần đó thì tuần sau ông gọi trở lại, bác sĩ Nhân sẽ nghiên cứu, xong rồi bác sĩ Nhân sẽ cho ý kiến về cái này. Là tại cái này thì bác sĩ Nhân nghe về, nhưng mà nói thật bác sĩ Nhân chưa có đọc nhiều về cái này. Thành ra cho ý kiến ngay bây giờ cũng không có tốt. Thành ra nếu mà ông muốn đó, tuần sau ông gọi lại, bác sĩ Nhân sẽ nghiên cứu tuần này, bác sĩ Nhân sẽ đọc rất nhiều, xong bác sĩ Nhân sẽ trả lời tuần sau ha. Vâng. Cái thủ thuật này thật ra nó là cái nerve stimulation, cái bladder để nó control cái bladder. Thành ra quý vị biết là thế này, để nó rất đơn giản là ví dụ như là chúng ta tất cả mọi người khi mình bình thường mình không nghĩ tới thì cái bladder tự nhiên nó đóng lại. Thế xong rồi khi nào mình muốn đi tiểu thì mình ra cái lệnh, đầu mình ra cái lệnh bảo cái bladder nó mở ra để mình đi tiểu ra. Thì cái, phải nó có một sự liên hệ giữa cái đầu mình với cái bladder. Thì hai cái nó phải có connection. Thì vì một lý do, vì một lý do gì, hoặc là vì lớn tuổi, hoặc là vì một lý do đã làm những thủ thuật ngày xưa, người ta làm TURP, người ta làm đủ thứ hết á, thì cái nerve nó bị cắt đi hoặc nó bị yếu đi. Thành ra giữa đầu mình với cái bladder, cái sự liên hệ nó không còn nữa. Vì vậy người ta phải đặt một cái electrode vào trong cái quang sợi dây vào trong cái bladder của ông để người ta stimulate nó, để người ta control khi nào nó mở, khi nào nó đóng, không xin. Đúng rồi. Với lại cái một phần nữa là cái bọng đái của mình nó là một, nó ở dưới đó nó là nó là cái bắp thịt. Thì cái bắp thịt đó tùy mình lớn tuổi thì nó bắt đầu nó yếu đi. Nó yếu đi đó thì có thể đó là trên cái óc đầu của mình, trên đầu, cái não bộ mình nó gửi một cái signal xuống đặng nó, tại nó thấy yếu đó thì nó muốn co, nó muốn làm co hay nở ra nhiều hơn đó, thì có thể cái đó là một phần nữa. Thành ra cái sợi dây mà nerve stimulation mà hồi nãy bác sĩ Toàn nói đó, có thể cái đó nó rất là công hiệu, là tại nó sẽ làm cái sợi dây thần kinh đó giảm xuống một tí. Như tôi nói thì giữa trên cái đầu quý vị, cái brain quý vị và cái bladder, cái bọng đái của quý vị nó có một sợi dây thần kinh nó gửi tín hiệu để khi nào mình mở, khi nào mình đóng. Thì cái này nó sẽ thay thế cái đó. Ok, thì bây giờ thì mình trở lại, có một quý vị trên đường dây, xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Tôi là John Nguyễn á. Vâng. Năm nay là 75 tuổi. Vâng, xin chào ông. Dạ, chào ông. Tôi ở Los Angeles. Vâng. Dạ. Dạ, tôi muốn đặt một cái câu hỏi là hiện bây giờ tôi, trong người tôi đó, nó có cái tùy tạng đó, pancreas, nó có một cái xít ở trong đó. Nó bề dài của nó là 12cm, 9cm và 3cm. Bây giờ nó không phải là ở thể nước, mà nó ở thể lỏng. Thì tôi đã đi vô UCI rồi, nhưng mà họ không giải quyết được, còn nó chờ về cho nó cứng. Thì nếu trường hợp mà nó cứng như vậy thì theo các bác sĩ có cái phương pháp gì để mà lấy nó ra được hay là giải quyết gì được không? Bây giờ này trước khi để tôi nhắc lại thì để cho be sure là câu hỏi của ông này để bác sĩ Nhân giải đáp nha. Thì trước hết là ông nói là hiện bây giờ cái tụy tạng của ông phải không, là cái pancreas của ông. Dạ, pancreas. Đúng, pancreas của ông. Nó có một cái bú nước phải không? Nó có một cái xít ở trong đó. Vâng, cái xít nước. Không phải là bú nước. Phải là nước. Vâng. Nó là cái dạng là nó sẽ xẹt. Đúng rồi. Bây giờ nó tóm lại nó là cái fluid, nó có một cái liquid, một cái loại dạng sệt. Dạ, liquid. Chứ, mà vâng. Nó ở cái thế gọi là, thưa bác sĩ, tức là nó ở cái thế là nó đừng cứng lại. Vâng. Chứ nó không biết là nó có thể tiêu đi được không. Vâng. Thế thì ông ở UCI họ làm cái gì cho ông rồi? Dạ, tôi họ thì chỉ có họ vào họ tính là nếu mà nước á thì họ đã gây mê tôi, họ tính là
là đặt một cái ống để cho nó ra xuống bao tử rồi nó đi ra. Vâng. Nhưng mà cái này đó là ở cái thể nước, thể cứng. Vâng. Cho nên họ làm cái thể sệt sệt đó, nói giống như là nó sệt sệt chứ nó không phải nước. Dạ. Thành người ta không biết làm sao mà họ đã giờ cứ về chờ, có thể là 3 tháng, 6 tháng đến khi nó cứng. Thì tôi nghĩ là nếu mà đến khi nó cứng thì như vậy là có cái phương pháp gì để lấy ra được không, cắt nó ra khỏi dị tạng, hay là có cái phương pháp gì để mà có thể lấy ra được không, thưa bác sĩ? Bác sĩ Nhân nói đó, nghĩ đó, cái quan trọng nhất đó là lúc mà lên UCLA đó, nó nói là cái tụy tạng này đó không phải là ung thư, phải không? Là tại trên bên xứ Mỹ này đó, cái ung thư của tụy tạng đó rất là nguy hiểm. Trước nhất đó là mình phải biết là nó chắc chắn là không phải là ung thư, hoặc là lấy cái biopsy rồi nó có lấy ra được cái gì ra nó có lấy cái gì ra đặng nó có lấy cái tế bào ra đặng nó coi chưa, John? Thưa bác sĩ là họ không lấy gì hết, họ có gây mê tôi, nhưng mà họ nói rằng là cái tụy tạng nó xấu lắm, rồi thì là nó phải coi ở cái thể chờ, bây giờ chờ 3 tháng hoặc là 6 tháng rồi đi CT scan lại. Vâng. Để xem nó kết quả nó như thế nào cho họ không có biopsy. Cái câu hỏi này rất là hay, thành ra bây giờ mình phải đi qua cái chỗ quảng cáo, nhưng mà mời anh John giữ telephone đặng mình tiếp tục nói về cái này, tại cái bệnh mà ung thư của tụy tạng đó rất là muốn nói về cái chuyện này. Vâng, thế này xin lỗi ông, thế này chúng tôi đã hết thời giờ của phần 2, nhưng tuy nhiên tôi cố giải tháp ông là như thế này, cái tụy tạng của ông nó có một cái bướu, tới ngày hôm nay người chưa biết là bướu lành hay bướu độc, nhưng mà thường thường á thì nếu mà UCI họ nói như vậy là họ dựa theo cái chẩn bệnh mà lâm sàng, thế là ông không có mất cân, ông không có bị yếu, không có bị mệt mỏi, không, bị da, không có bị gì hết, không vàng da thì ok, có lẽ họ chờ được. Tuy nhiên thì có lẽ là cái chương trình của tôi đây phải tạm ngưng để dành phần quảng cáo thương mại. Ông đừng có hang up, tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với ông qua view off air nha ông. Ông cứ đừng hang up. Dạ. Vâng. Dạ, tôi chờ. Cảm ơn hai bác sĩ. Vâng. Dạ.